tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rose. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đeo vai có đính nơ như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len dao, và ở đây thì các bạn cần phải có một cuộn len màu hồng và một ít len màu trắng. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 4mm. Bước đầu đó là các bạn sử dụng len màu hồng này và bắt đầu móc phần thân túi cho mình. Và để móc được phần thân túi, trước hết đó là các bạn còn phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sử dụng kim móc và quấn vào len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sử dụng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 36 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 36 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình vòng thứ nhất. Và để móc vòng thứ nhất trước đó là các bạn sẽ gài lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1 2 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất và tổng số chân mũi dành các bạn đang có là 36 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai, và để móc vòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ gài lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai của sợi dây nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đang vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Ở đây các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới này cho mình và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ ba của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết vòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba, và bắt đầu từ vòng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi vòng sẽ luôn được giữ nguyên là 36 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ 26. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 26 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây sách. Và để móc được phần dây sách trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 120 mũi móc xích. Thì sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 120 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình vòng đầu tiên. Và để móc vòng đầu tiên trước hết đó là các bạn sẽ gài lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, đâm vào chân móc thứ 5 này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong vòng thứ nhất và tổng số chân mũi nha các bạn đang có là 120 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ hai, và ở vòng thứ hai này thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ hai của phần thân túi mình đã hướng dẫn, đó là bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một chân mũi cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng như thầy rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng, cũng chính là mũi móc xích thứ tư, tính từ dưới tính lên trong tổng số 4 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã bỏ qua. Sau thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì như vậy là các bạn đã móc xong phần dây sắt rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại cho mình. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây sắt này với lại phần thân túi cho mình. Thì để nối trước hết đó là các bạn cần phải chia mỗi một bên phần rìa của dây sắt này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 25 chân mũi cho mỗi phần, và phần B có tổng số chân mũi là 70 chân mũi. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục chia phần thân túi này ra làm 3 phần, thì tính từ trên tính xuống là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số dòng là giống nhau, là gồm có 12 dòng cho mỗi phần, và phần thứ hai có tổng số dòng là 2 dòng. Và sau khi mà các bạn đã chia mỗi bên ra làm 3 phần rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây sắt với lại phần rìa nằm ở phía bên tay trái của phần thân túi trước nha. Và cụ thể cái nối sẽ là như sau. Thì trước hết đó là các bạn sẽ hướng hai mặt phải của phần móc vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mỗi phần và lấy mũi đầu tiên cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mỗi phần và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào của phần thứ nhất thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mỗi phần và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần thứ nhất, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần thứ nhất rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua nối phần thứ hai. Và để nối phần thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ hai và phần B, sau đó thì móc lên cho mình một mũi móc đơn, và đây cũng chính là chân mũi cuối cùng của phần thứ nhất và phần A. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mỗi phần và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết phần thứ hai. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần thứ hai rồi, tổng số mũi móc đơn mà các bạn đã móc lên là 5. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối phần thứ ba, và để nối phần thứ ba trước đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ ba, cũng chính là chân mũi cuối cùng của phần thứ hai, và móc thêm cho mình một mũi móc đơn nữa. Tiếp theo đó với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của phần thứ ba nha. Như vậy là các bạn đã nối xong phần rìa nằm ở phía bên tay trái của phần thân túi rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần rìa nằm ở phía bên tay phải, và cách nối sẽ tương tự giống như là phần rìa nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rìa nằm ở phía bên tay phải nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong bên còn lại rồi thì các bạn đã móc xong phần túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần nơ để trang trí túi cho mình, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ đổi sang len màu trắng và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 30 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 30 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên, đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã tạo được phần nơ rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ khâu phần nơ này vào túi xách cho mình, và cụ thể cách khâu sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã gắn xong phần nơ rồi thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ khâu một cặp nút nam châm vào phần mặt trong của miệng túi. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đeo vai có đính nơ như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye, see you.